biệt, có 3 thành viên đều được trả lời câu hỏi. Có 5 câu hỏi mẹo vui dành cho đội chơi trả lời. Đây là cuộc hội ngộ của các tài năng cười xuyên Việt, nên các câu hỏi đưa ra cũng rất đặc biệt. Tổng thời gian là 30 giây ngay sau khi ban trọng tài đọc xong câu hỏi đầu tiên. Mỗi câu trả lời đúng nhận được 1 triệu đồng. Các quý vị, như vậy là đã xác định được đội thắng cuộc trong ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho đội chắc chắn thắng đã bước vào vòng đặc biệt trong ngày hôm nay. Chúng ta đưa lên tất cả hay không? Dù sao thì đội thắng mới chơi cũng đã rất quyết tâm để giành lấy ngôi Á quân cùng với Vui Cười Cười Vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều với phần thưởng rất xứng đáng. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy đến với vòng đặc biệt dành cho đội chắc chắn thắng. Và chắc chắn đây sẽ là một phần quà rất đặc biệt dành cho họ. Xin mời quý vị. Câu hỏi đầu tiên như sau: chuyện gì xảy ra nếu như điện thoại của bạn rớt xuống nước? Cái gì vậy? Bị ướt. Sai. Chim. Kimono của nước Nhật, hàn bóng của nước Hàn, áo dài của nước Việt Nam, vậy thì bikini của nước nào? Nước mắm. Nước biển. Đó. Chính xác. Tiếp. Được gì có năm ông bà già? Được quyền cho công chúa. Phạm Vũ Lão. Cái gì? Phạm Vũ Lão. Chính xác. Cầm gì không mở tay? Cầm đồ. Hôm nay một chiều gặp công an giao thông, tại sao không bị bắt? Tại ông đi bộ. Đó. Đi bộ kia trời. Một mình anh chơi luôn.